Chào mừng các em đến với tiết âm nhạc lớp 8. Hôm nay các em sẽ học tiết 10 với các nội dung 1. Ôn bài hát Tuổi Hồng, 2. Nhạc lý giọng song song, giọng La Thứ Hòa Thanh và 3. Tập độc nhạc. Cô mời các em cùng ôn lại bài hát Tuổi Hồng, nhạc và lời của nhạc sĩ Trương Quang Lục. Cô mời các em bước sang học nội dung thứ hai, đó là học về phần nhạc lý, giọng song song và giọng La Thứ Hòa Thanh. Để hiểu được giọng song song là giọng như thế nào, cô mời các em cùng quan sát và so sánh hai ví dụ sau. Ví dụ 1, giọng đô trưởng. Ví dụ 2 là giọng La Thứ. Ở hai giọng này các em cùng tìm cho cô xem giống nhau ở chỗ nào và khác nhau ở chỗ nào. Giống nhau ở hai giọng này
là đầu hóa biểu đều không có dấu thăng hoặc là dấu dán. Còn khác nhau thì là giọng đô được gọi là giọng trưởng và giọng la được gọi là giọng thứ. Âm chủ của hai giọng cũng khác nhau. Giọng đô trưởng âm chủ sẽ là nốt đô và giọng la thứ âm chủ sẽ là nốt la. Và hai giọng này được gọi là cặp giọng song song. Như vậy giọng song song là gì? Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hóa biểu nhưng khác âm chủ. Và đây là một cặp giọng song song đầu tiên chúng ta được tìm hiểu. Và các em thấy được đây là sơ đồ của những cặp giọng song song. Ví dụ như không có dấu hóa thì sẽ có giọng đô trưởng và giọng la thứ như chúng ta mới học. Và nếu có một dấu dán thì sẽ có giọng pha trưởng và đi với lại giọng lê thứ. Cặp giọng song song thì sẽ có một giọng trưởng và một giọng thứ. Và cứ thế các em có thể tìm được cặp giọng song song hai dấu dán như là giọng si dán trưởng và giọng son thứ, hoặc là giọng cặp giọng ba dấu dán thì sẽ có giọng mi dán trưởng và cặp và giọng đô thứ. Hoặc là ví dụ như cặp giọng một dấu thăng thì sẽ có giọng son trưởng và giọng mi thứ. Cái vòng tròn ở ngoài các em sẽ thấy được đó là trưởng, và vòng tròn ở trong các em sẽ thấy được là giọng thứ, hoặc còn gọi là gam thứ song song với giọng trưởng ở cái vòng tròn ở ngoài. Cô ôm lại định nghĩa cho các em. Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hóa biểu nhưng khác âm chủ. Và chúng ta tiếp tục tìm hiểu về giọng la thứ hòa thanh. Để hiểu được giọng la thứ hòa thanh, chúng ta phải so sánh giữa giọng la thứ tự nhiên và giọng la thứ hòa thanh, xem có sự khác nhau và giống nhau ở chỗ nào. Như hình các em sẽ thấy, giọng la thứ tự nhiên, bậc 7 là nốt son, không có dấu thăng. Nhưng đối với giọng la thứ hòa thanh, bậc 7 là trong bài, nốt son sẽ được tăng nửa cung. Như vậy, giọng la thứ hòa thanh có âm bậc 7 được tăng lên nửa cung so với giọng la thứ tự nhiên. Như vậy, khi nói tới giọng hòa thanh, thì các em phải nhớ trong đầu là bất kỳ giọng thứ nào nếu có bậc số 7 của giọng bị thăng lên nửa cung thì đều trở thành giọng hòa thanh. Ví dụ giọng la thứ hòa thanh thì bậc 7 trong bài nốt son sẽ được tăng lên nửa cung. Còn ví dụ giọng đô thứ hòa thanh thì trong bài nốt si sẽ được tăng lên nửa cung. Hoặc là ví dụ như giọng son thứ hòa thanh thì trong bài sẽ có bậc 7 được tăng nửa cung thì nốt pha sẽ được tăng lên nửa cung. Đó các em nhớ cái phần lý thuyết đó cho cô. Và các em ghi nhớ giùm cô các cặp giọng song song ở hai cái vòng tròn lớn và nhỏ ở cái sơ đồ mà chúng ta đã học ở những phần trước. Ví dụ như bạn nào đi chuyên sâu về phần nhạc lý về âm nhạc, người ta hỏi giọng rê trưởng sẽ đi với một giọng thứ nào để trở thành cặp giọng song song, thì lúc đó các em phải xác định được giọng rê trưởng là hai dấu thăng thì sẽ đi với giọng si thứ, đó là cặp giọng song song có hai dấu thăng. Thì các em cứ nhìn cái sơ đồ và các em trả lời.
Cô mời các em bước sang phần thứ ba, học tập đọc nhạc số 3 với trích trong bài hát của nhạc Ba Lan và đặt lời là Anh Hoàng với tựa đề là Hãy hót chú chim nhỏ hay hót. Cô mời các em cùng tìm hiểu về bài tập đọc nhạc. Bài tập nhạc được viết ở nhịp nào, giọng gì? Về cao độ, trường độ có những hình nốt gì? Để biết được bài tập đọc nhạc viết ở giọng gì, chúng ta xác định. Các em xem giùm cô, kết bài là nốt gì nào? Kết bài có phải là nốt la không? Bài đầu hóa biểu chúng ta thấy có thăng dáng gì không nào? Chúng ta không thấy thăng dáng gì cả. Như vậy chúng ta sẽ xác định được đây là giọng la thứ, nhưng để xác định xem thuộc giọng la thứ tự nhiên hay la thứ hòa thanh, cô nhắc lại lý thuyết một chút xíu. La thứ tự nhiên thì trong bài sẽ không có bất kỳ một nốt nào thăng dáng cả, nhưng la thứ hòa thanh thì trong bài bật 7 sẽ được tăng nửa cung là nốt son. Như vậy các em xem giúp cô bài tập tụng nhạc số 3, trong bài có nốt son được tăng nửa cung không? Có đúng không các em? Như vậy bài này được viết ở giọng la thứ hòa thanh và bài viết ở nhịp 3 4. Rồi, về cao độ trong bài sẽ gồm các nốt son, la, si, do, re, mí. Và nốt cao nhất trong bài sẽ là nốt mí và nốt thấp nhất sẽ là nốt son thăng. Về trường độ gồm các hình nốt như là hình nốt trắng, nốt đen chấm dôi, nốt đơn chấm dôi và nốt móc kép. Theo các em thì bài tập tục nhạc thì sẽ chia thành mấy câu? Bài tập đọc nhạc này cô sẽ chia làm 4 câu. Câu thứ nhất, từ hãy hót đến hay hót. Câu số 2, từ hãy cao đến mây xanh. Câu số 3, từ hãy hót đến hay hót. Và câu cuối cùng, ta cùng đến ban mai. Trước khi nghe bài hát mẫu, cô mời các em cùng đọc tên nốt với cô. Chúng ta cùng đọc 2, 3. La, đố, si, la, son thăng, si, mí. Câu số 2, re, đô, si, re, đô, si, la, đô, si. Câu số 3, chúng ta để ý câu số 3 cũng giống câu số 1. La, đố, si, la, son thăng, si, mí. Câu cuối cùng, re, đô, đô, mí, son thăng, si, la. Cô mời các em cùng đọc với cô một lần nữa. La, đố, si, la, son thăng, si, mí. Re, đô, si, re, đô, si, la, đô, si, la, đố, si, la, son thăng, si, mí, re, đô, đô, mí, son thăng, si, la. Cô mời các em cùng nghe qua bài tập tục nhạc mẫu và đây là một bài khó. Các em chú ý lắng nghe.
Cô mời các em cùng nghe mẫu. Câu thứ nhất, lần 1. Cô mời các em nghe lần 2. Cô mời các em cùng đọc. Các em cùng nghe mẫu. Câu số 2. Các em nghe lại một lần nữa. Cô mời các em cùng đọc. Các em cùng nghe mẫu câu số 3. Và câu số 3 giống câu thứ nhất. Cô mời các em cùng nhẩm theo. Cô mời các em cùng đọc nốt. Chúng ta cùng nghe câu cuối cùng. Các em cùng nhẩm theo. Cô mời các em cùng đọc. Các em đọc nốt lại cả bài. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Ở nhà các em học thuộc, thể hiện đúng tính chất của bài hát Tuổi Hồng, đọc nhạc và đánh nhịp bài tập đọc nhạc số 3, chuẩn bị tìm hiểu về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Cô chào tất cả và hẹn gặp lại ở tiết sau.